Dù cơn bão số 12 đã đi qua hơn một tháng, nhưng hai tháp cẩu tại công trình Panorama Nha Trang bị uốn gãy vẫn chưa được tháo dỡ và vẫn treo lơ lửng trên đầu của nhiều người đi đường. Công trình Panorama Nha Trang nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Khi xây dựng đến tầng 28, thì cơn bão số 12 đã làm gãy hai tháp cẩu có chiều cao 105m. Ngoài gây nguy hiểm cho người đi đường, cho khu vực dân cư xung quanh bên dưới, còn gây mất mỹ quan do công trình nằm ngay vị trí trung tâm của thành phố Nha Trang. Ngay sau bão, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cũng đã nhiều lần yêu cầu đơn vị thi công tháo dỡ, nhưng công ty Cotecon vẫn không thực hiện, nêu lý do còn vướng mắc nhiều vấn đề với chủ đầu tư dự án trên.